quá chứ. Hắc não. Quá dữ. Hai pha rồi. Chơi ly chẳng nha. Quá phê. What's up? Cài phím sao để xài đớp không cộng cho mọi người ha? Cái đó không phải là cài phím nha, cái đó là cái nút mà Liên Minh nó đã tạo sẵn. Cái lúc cái những cái kỹ năng mà tự động vào người á là cứ bấm ALT, sau đó bấm cái kỹ năng đó là kỹ năng nó sẽ tự động vào người. Thục ta. Mày lần này xuất chút. Mày đang hắc não nó. Hay quá vậy. Hay quá mọi người, cái nữa nào. Hay, hay quá, hay quá. Ôi quá hay luôn, đây, tới đây, tới đây nè. Triple luôn đi. Triple luôn. Triple kill. Còn để con sứ giả 200 máu hút được bao nhiêu nha. Test thử coi sứ giả 200 máu hút được bao nhiêu máu chủng. What the fuck. Sứ giả 200 máu hút được 1500. Quá dữ. Ôi dồi, đều út bên ta kill luôn. Bên luôn này. Hắc não. Quá dữ. Hai pha rồi.